chào mọi người, bữa hôm nay mới đi làm về. Bữa nay làm quá trời đông khách luôn. Khi mà mình mới đi làm về thì mình thấy tuyết nó rơi các bạn. Oh man, nó lạnh mà nó đẹp quá các bạn ơi, nhìn nè. Quá là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lái chiếc xe của mình ra nha. Ok. Bây giờ ở ngoài trời nó tuyết nó rơi quá trời luôn nè. Các bạn thấy không? À, em đứng ra quay để anh lái xe rồi nha, quay chiếc xe nha. Các bạn thấy bây giờ mình thở khói luôn không? Em thấy em thở khói không? Ok các bạn ơi, sau hơn nửa tiếng lái xe thì mình đã tới cái chỗ mình muốn ăn rồi. Thì cái chỗ này nó gọi là Thai Kitchen. Để mình kiếm chỗ đậu xe cái đã. Ở đây nó có bán kem nữa nè, Fusion nữa nè. Đóng cửa rồi. Trời lạnh quá, chắc trời lạnh quá nên không ai mà không đi ăn kem. Mình đậu xe ở đây. Bây giờ nhiệt độ ở bên ngoài là 18 độ F, 18 độ F là dưới 0 độ C luôn. Dưới 0000 độ C luôn các bạn ơi. Bây giờ đi vô ha. Ở ngoài trời thì tuyết nó chẳng còn đang rơi nè. Các bạn thấy cái bông tuyết bự không? Nó rơi kiểu này là ngày mai là mình thức dậy là Âm tuyết dữ 8 độ lắm. C. Wow, âm 8 độ C luôn các bạn ơi. Ngày mai là tuyết dậy lắm, mình có thể ra nặng người tuyết luôn á. Các bạn thấy ở Ok, trên bây giờ đường mình nó đi có vô rất là ha. nhiều đá không? Đây là muối á. Khi mà trời tuyết á, thì họ sẽ gợi gãi muối để cho tuyết nó đừng có đóng lại, với lại đừng có trơn. Ok, bây giờ mình đi vô nhà hàng các bạn ha. À, ngồi đây đi. Ok, mình bữa nay mới đi làm về các bạn ơi, đói bụng quá. Mới đi làm về chưa có ăn gì chứ á. Bữa nay mình ăn đồ Thái đi ha, không gà ăn buffet với lại cua hoài ngán quá, lâu lâu phải ăn đồ Thái. Đói khẩu vị. Thì cái nhà hàng Thái này mình đi ăn hoài à. Các bạn nhìn cái logo nó rất là quen ha. Bữa nay cái tiệm này nó hơi vắng các bạn. Nói chung cái tiệm này lúc nào nó cũng vắng vậy. Bữa nay là cuối tuần các bạn à, bữa nay để coi vợ mình kêu gì đây. Mình thì chắc là ăn gỏi đu đủ nè, với lại bát Thái, với lại uống trà Thái đi. Mấy món đó là món cơ bản đi ha. Để coi nó có gì ngon không. Thì thường thường mình vô đây mình sẽ kêu trà Thái để mình uống nè. Với lại mình hay ăn cái loại chicken satay á, có nghĩa là gà chiên á các bạn. Gà chiên mà nó xỏ thành que đó. Không thôi là gỏi cuốn cũng được, không thôi là chả giò hay là bánh bao. Nhưng mà mình ăn gỏi xà lách nè, với lại tháp Thái của nó đi. Ok, bây giờ là hai ly trà Thái của mình đã ra rồi các bạn. Em mua gì em? Em mua gì? Em mua gà gà sa tế, chicken sa tế. Gà nướng, gỏi đu đủ, à hả? Tàu tàu chiên nữa hả? Cài canh chua Thái ha. Với lại phạt Thái. Ok. Phạt Thái thường thường mình ăn với gà, hôm nay em ăn với lại rau rau củ với lại tôm. Để coi sao. Hôm nay nó đổi đi mới rồi đẹp. Khe chia nè. Càng lê, càng lê. Bên này bon, uống đi, uống đi đi. Các bạn thấy giống như hồ rau cỏ. Uống uống thử ly trà Thái có ngon không? Năng lượng. Ngon quá các bạn ơi. Trà Thái này nó làm ngon, bữa nay nó cho mình cái ly đẹp quá. Mà bữa nay nó cho mình cái ly bình thường. Đem về xin mới đi. Không biết hôm bữa sáng nay nó thấy đi đi sao mà nó cho ly bự nè. Nhìn chắc đi thương. Nó đổi ly à. Đó, trời cái ly này nhìn giống người mẫu à. Cạn ly. Cạn ly em. Mong đây. Nè, nhìn đây nè. Ok. Bây giờ mình đợi nó đem đồ ăn ra nha các bạn. Trời đi đi làm về mà uống ly trà Thái thì ngon. Cái ly này làm đẹp quá các bạn. Bây giờ đi làm về mà đợi tụi nó làm đồ ăn chắc ngủ nha. Ngủ nha xong vậy rồi, vậy ăn là vừa. Trà nó pha rất là ngon các bạn. Rất là thơm.
Hồi bữa mình đi cái chỗ nào của Mỹ á, uống trà Thái nó không có ngon bằng trà Thái của người Thái pha. Bởi cái gì mà trà Thái của người Thái. Người Mỹ là pha đồ Mỹ mới ngon. Quá ngon. Bây giờ đợi nó đem rồi ăn nha. Trời, nãy giờ mình đợi 15 phút nó đem ra có hai cái dĩa à, còn đem ra hai ly nước lạnh. Mình đi làm gì mình đói mà nó đem ra có hai ly nước lạnh nè các bạn, thiệt là quá đáng. Uống nước chừng cơm. Chắc là đợi 2 tiếng sau nó mới đem đồ ăn cho. Nãy giờ đợi 15 phút. Happy New Year. Mong oh yeah. Chúc mừng năm mới các bạn. Ok các bạn ơi, đồ ăn đã ra rồi. Cái này là Thái sa tế. Okay. Cái này là gỏi đu đủ. Còn cái này là hello. Thank you. Thì cái thằng này nó vui các bạn. Cái này tàu chiên. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ review từng món cho các bạn coi nha. Trước tiên là món chicken satay, có nghĩa là thịt gà chiên que đi. Mình tạm dịch tắt là thịt gà chiên que đi. Thì cái này hồi bữa mình đã kêu rồi, bữa nay nó làm có cái màu hơi nhạt. Thịt gà chiên que. Cái này là nước dừa đó các bạn. Nước cốt dừa với bơ phộng. Cái này là các bạn biết gì, nhìn là biết cái gì, đồ chua. Còn đây là gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ thì bên Mỹ nó không có đủ nguyên liệu để nó làm, bởi vì nó làm rất là đơn giản. Thật ra ở trong này á rất là ít đu đủ các bạn, toàn là bắp cải không à, nhưng mà cũng được đi. Ok, đây là anh đẹp trai của chỗ này. Cái này là phải tofu. What is this one? Thái đam. Cái này là ok, tàu hũ. Sốt. Ok, thì tàu hũ chiên giòn các bạn đã biết rồi. Cái này là phải dumpling. Ok, để bây giờ mình sẽ review cái này ha. Thì ở đây là một cái xiên que thịt gà, mình sẽ bỏ ở đây. Ok, lấy thêm nước sốt của nó nữa. Ok, bỏ nước sốt vô đây. Ok, phát thái ra rồi. Phát thái coming. Cái này là hủ tiếu xào nha các bạn, phát thái. Còn đây là soup. Thank you. Thank you. Ok, hủ tiếu xào thì bữa nay nó làm chén nhỏ. Soup. Chắc nãy em kêu chén nhỏ, em kêu bô. Ok, hãy ăn cũng được rồi. Ok, lấy nét rồi đó, em nhìn đây. Đó. Thì tất cả cái bữa ăn tối nay của mình chỉ có nhiêu đây thôi. Thịt gà, gỏi đu đủ, hủ tiếu xào, tàu chiên, với lại món này không biết gì nữa, giống như là hạt cảo vậy đó. Ok, bây giờ mình sẽ review từng món nha. Mình sẽ ăn này trước ha. Thì lúc này nó ngọt quá. Mà ăn với thịt gà mặn. Ăn mặn ngọt ngọt. Nó làm vừa ăn. Cái này các bạn ăn không cũng được. Bây giờ mình ăn thử miếng gỏi đu đủ đi ha. Cái này bắp cải và đu đủ. Có chút xíu bắp đu đủ quá. Trộn đây là nó trộn đậu. Bây giờ mình sẽ review hủ tiếu xào của nó làm ngon quá các bạn ơi, nhìn nè. Trộn lên. Ok. Wow, bông khỏi luôn. Ok, mình sẽ ăn thử một miếng ha. Hủ tiếu xào thì nó làm rất là thước. Bên đây nó xào chưa? Chưa thử. Nó làm á, chút chút một phần. Cái này giống như là hạt cảo đó các bạn. Mọi thứ mình sẽ ăn thử một cái ha, một hạt cảo. Ngon, rất ngon, hạt cảo ngon. Người Thái cũng ăn tàu chiên giống mình nữa. Chấm đây nè. Ta chấm cái này. Cái nước này giống như nước giấm vậy. Ồ,
Ok. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Đói bụng quá. Đi làm từ sáng giờ chưa ăn. Bữa nay tiệm đông khách. Uống thử cái súp của nó coi. Súp nó có nấm ở đây nè. Ồ, đâu đợi nguyên cái nấm luôn. Súp này giống như súp cái này giống như là canh chua vậy. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Đây này cho vợ đi. Cho vợ uống súp đi. Ok. Hôm nay mình đi ăn đồ Mỹ hoài à. Bây giờ đổi món đi. Các bạn thấy không? Trong một cái dĩa gỏi đu đủ á, có ít đu đủ lắm, toàn là bắp cải nó trộn chứ không, với lại củ cái trắng cà rốt đó. Tại vì bên Mỹ á, họ không có đu đủ sống các bạn. Đu đủ sống là các bạn phải nhập từ nước Thái Lan qua nên rất là hiếm. Nhưng mà các bạn muốn mua đu đủ sống á hiếm lắm, nhiều khi không có nữa. Thôi mà kệ, ăn cho đỡ nhớ quê hương Thái Lan. Ủa mà Thái Lan đâu phải quê hương của mình đâu. Các bạn thấy không, một cái gỏi đu đủ cái gì đó là khi mà mình ăn vô á, không biết là cái nào là đu đủ luôn. Quê hương gặp lại. Vợ mới chờ cho bắp nhỏ xíu à. Baby bắp. Em muốn giúp đi. Sớm mới làm ngon em cũng thấy. Bữa nay cây ngon. Nó bỏ ghiền nhiều nghe, mùi ghiền. Bữa nay cái hủ tiếu xào của nó làm rất là ngon các bạn. Mọi bữa là mình vô đây mình ít ăn hủ tiếu xào lắm, mình chỉ mua cho vợ mình ăn thôi à, tại vì mình không thích ăn hủ tiếu. Kỳ vậy đó. Nhưng mà bữa nay nó xào rất là ngon. Chắc đổi đầu bếp. Chắc là nó mới đổi đầu bếp. Cái chỗ này là của người Thái với lại người Việt Nam hùng mở nha các bạn. Hai vợ chồng luôn. Chồng là người Việt Nam, vợ người Thái. Ông này chắc ông thích ăn đồ Thái bởi ông mới lấy vợ Thái. Đó thì hủ tiếu xào bữa nay rất là ngon, bởi vì mình ăn thường thường mình ít ăn hủ tiếu xào lắm, mình vô đây mình toàn là ăn gỏi đu đủ với lại gà sa tế rồi. Bữa nay mình ăn là biết nó nấu ngon cỡ nào rồi. Không phải muốn mình ăn là dễ đâu, phải nấu ngon mình mới ăn á. Ok. Cái nước này đó nó trộn với lại dừa với lại cái gì đó các bạn, ngon còn ngọt. Giống như là kẹo dừa vậy đó. Ngon em. Các bạn thấy không? Hai vợ chồng mà ăn biết bao nhiêu luôn. Ăn mà người ta nhìn người ta hết hồn luôn. Trời, hai cái thằng nhóc này mình nó nhỏ mà nó ăn dữ quá. Tại vì thường thường á, người ta vô mình ta kêu một món thôi, hai người là hai món thôi. Trong khi hai vợ chồng mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Sao mình ăn ở Việt Nam? Món mặn, món chín, món chua, món nước. Tại vì đó, các bạn biết không? Người Mỹ á, họ vô đây á, nếu như họ, bữa nay họ ăn cái dĩa này là họ kêu một dĩa thôi. Ngày mai họ ăn dĩa khác, họ kêu dĩa khác. Còn người Việt Nam mình ăn kêu tá lẻ vậy. Rồi mình ăn cái nước sốt này coi ngon. Mình sẽ lấy dưa leo của nó. Dưa leo của nó làm ngon các bạn. Cái nước của nó đó, nó không có chua lét. Của nó vừa chua chua mà nó vừa ngọt ngọt. Mặc dù mình biết là đồ chua thì chỗ nào làm cũng ná ná nhau, nhưng mà cái nước đồ chua này đó, khi mà các bạn ăn vô á, cái lưỡi bạn nó chua chua nhưng mà trong cái chua nó có ngọt. Bây giờ mình ăn tàu chiên các bạn ơi. Tàu chiên giòn á nha. Ngon.
Vâng. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái dĩa này của mình nha các bạn ha. Các bạn thấy không, đi đi ra đường á là phải mặc đồ gì đó 3-4 cái áo luôn, rất là lạnh lắm. Đấy, giờ đi ăn tế thang. Không biết ăn đồ, ăn đồ chiên. Em mà tự chiên hả? Bữa nay đói bụng á, ăn gì cũng ngon các bạn. Cái đồ chua này nó ớt ngon không? À, các bạn khi mà các bạn ăn cái này á, giống như là các bạn đang ăn kẹo dừa vậy, nó béo mà. Thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn gỏi đu đủ với cái loại này, nó có gì, nó có gì. Bây giờ gỏi đu đủ là chua nha, cái này là nó ngọt. Bây giờ mình sẽ chấm với đây, ăn để coi có gặp Tào Tháo không. Oh, very good, yeah. How are you guys doing today? Very good. Yeah. Bây giờ mình mới biết á, thật ra là từ nhỏ tới lớn mình bị sẽ gạt. Hồi nhỏ mình cứ tưởng ăn đồ mặn, ăn đồ ngọt xong là sẽ gặp Tào Tháo, nhưng mà không phải. Nó cũng bình thường thôi. Chưa, anh mới ăn. Ngon quá các bạn ơi. Ủa, mình đã chấm cái này sai lắm. Cái tương nè. Ngon quá. Bên này á, ở ngoài trời tiết đang rơi, tiết đây lạnh lắm, bởi vì chỗ lạnh nó cũng vắng. Ăn thử con tôm dặm mới gấp. Quá ngon. Chưa ăn hết nữa, giờ bỏ cái mới vô. Ăn gì không mập cũng uổng. Trời, hai vợ chồng mới ăn có xíu rồi, còn quá trời luôn. Cái này là hạt gạo. Nãy kêu sao mà cái thằng nhóc đó, nó bưng ra lộn. Nãy nó, thằng nhóc nó thấy mình quay phim, nó cũng đòi bóng chen vô phim của mình. Tối nay cho em lên YouTube luôn. Nó thấy mình đẹp trai quá. Muốn vô ké. Bây giờ mình trộm lên. Cả một tô bự gì mà có một que ba khía các bạn. Ghét không? Mốt mình vô đây mình mua xong rồi mình đem về nhà mình chơi nguyên hũ ba khía lên luôn. Ok. Không biết là nó để mấy lá bự bự cho mình làm gì ta. Ăn. Mà ăn này cho nên nó đụng ăn. Ăn sống luôn. Bây giờ cái gì cũng ăn sống cũng được chứ. Không dám đâu, giờ ăn sống thì bị kia nhất. Ngon quá các bạn ơi. Ăn miếng tàu hủ, tàu hủ chấm nước tương mới ngon. Ok, mình no rồi, còn bao nhiêu lần đây cho vợ mình giải quyết hết. Ok, nhiệm vụ quá. Nhiệm vụ của em á. Mình là mình chấm dứt nha các bạn. Ok các bạn ơi, sau hơn một tiếng
sau hơn một tiếng cầm cụi lặn lội, tụi mình đang không hết, kêu quá trời đồ ăn không hết. Bây giờ gà thì còn một xiên. nó giận chứ kêu nhiều quá ăn không hết các bạn. Tội lỗi. Gọi đủ ăn còn dư nè. Rồi pháp thái còn nhiêu đây. Tàu hủ thì còn nhiêu đây. Dạo này hay chồng mình ăn ít quá. Nhớ lại hồi xưa đi ăn buffet ăn 5-6 dĩa cua. 5-6 dĩa tôm. Bây giờ ăn no buồn ngủ quá, mà bây giờ phải lái xe về nữa. Bây giờ mình đi vòng vòng mà cho nó tỉnh táo để mình lái xe về. Thì cái nhà hàng nó rất là nhỏ các bạn, nó có treo hình mấy bà hoàng hậu với ông vua của Thái Lan nè. Bây giờ mình coi ở ngoài coi nó có tuyết không. Wow, các bạn thấy ngoài đường không, nó lạnh đến nỗi mà cái kiến nó mờ luôn á. Đó, ở ngoài trời tuyết đang rơi nha. Bây giờ mình ngồi trong đây cho nó ấm tí đi rồi mình đi ra ha. Cũng may là ở bên Mỹ mình đi toàn xe hơi, không có máy sưởi. Chứ mình nghĩ tới cảnh mà hồi lúc mình ở Việt Nam đi xe đạp với lại đi bộ không á. Mà trời lạnh đi sao chịu nổi trời. Chắc mình chết. Thôi bây giờ mình kết thúc video để mình đi về các bạn ha. Đi về để chủ nhật này đi ăn cái gì để ngon ngon quay kìa. Chủ nhật này muốn ăn gì em? No quá miễn bàn luôn. Giờ mình no, giờ mình bơi hết nổi ha. Đang hết hiểu này mới đem về. Mình ăn hết nổi đó. Ăn được chua nó dễ ăn. Thì chứ mấy cái này ăn một hai đũa no các bạn. Hủ tiếu xào, gỏi đu đủ mấy này ăn no mau ngán. Ok, mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Để quắt nhỏ này tính tiền. Giờ mình uống hết ly này rồi mình về các bạn. Bữa nay nó chọn cái ly cao uống muốn hụt hơi luôn. Đưa ly cao mà đưa chúng hết dám ngủ hay sao. Cái ly này giống như mình đang cầm video mình vừa uống nhẹ kìa. Công nhận uống ly này mà muốn đứt hơi luôn. Cũng may hơi mình dài chứ mà hơi mình ngắn là đứt hơi nãy giờ. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao đi đâu cũng đội cái nón này. Nó đầu dơ đâu anh đâu dơ được. Nó thật sự là tại vì cái nón này mua ở Việt Nam các bạn, kỷ niệm Việt Nam. Hồi đó đi Việt Nam, đi Châu Đốc á, cái gì bán nón xong rồi cái gì đó nói cái nón này là 300.000. Lúc đó mình định mua, mình nói trời cái nón này có 300.000 à, quá rẻ, cái nón này 300.000 các bạn, quá rẻ. Cái mình định mua đó, mình mua hai cái là 600.000. Ai ngờ người nhà của mình tới trả giá hai cái 50.000, mua hai cái 50.000. Đáng lẽ là lúc đầu mình mua là hai cái là 600.000, hai cái nón 600.000, một cái 300.000, nhưng mà trả giá sao hồi còn xuống hai cái 50.000. Xong rồi đem qua Mỹ đổi. Bởi mỗi lần á, thật ra mình không có đổi đâu, tại mỗi lần mình quay phim mình mới đổi thôi, chứ ngày thường mình đâu có đổi đâu. Thì mình có phong cách giống như cái thằng gì trong chuyện One Piece, cái thằng Luffy, nó đi đâu nó cũng đội cái nón gương. Đó là phong cách của mình. Sau này để lên nút vàng mình sẽ đổi nón nha các bạn. Giờ nút bạc là đổi nón này, nút vàng là đổi nón khác. Ok. Rồi nút kim cương là đổi nón khác nè em. Trời, nghĩ tới cái lúc mà mình được nút bạc thì sao ta. Thôi thiệt sướng, sướng. Ok, đi về nha các bạn ơi. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao hai vợ chồng đi ăn mà ăn nhiều đồ quá, ăn có hết không? Ok. Thì thật ra thì ở bên Mỹ đó các bạn,
khi mà mình đi ăn á, mình ăn không hết mình có thể đem về nhà mời tiếp, giống như là hủ tiếu xào với lại gỏi đu đủ á, mình ăn không hết mình kêu nó bỏ vô hộp cho mình đem về nhà mình bỏ vô tủ lạnh, ngày mai mình ăn tiếp nữa, tại vì bỏ tủ lạnh xong ngày mai ham ăn thôi, gỏi đu đủ thì bỏ tủ lạnh ăn được. Thì bởi vì mình cứ order đi, giống như bữa nay mình đi nhà hàng Thái đúng không, mình kêu mấy món này ra mình thích ăn, tại vì mình ở nhà mình nấu không ngon giống như nó, thì mình kêu ra mình ăn xong rồi còn dư thì mình đem về mới mình ăn tiếp, như vậy là mình sẽ ăn được 2 ngày. Cái hai gạo nó cho anh. Thôi bữa nay cái thằng đó giống BD lắm nha, cái nó gặp mình nó cho mình dĩa hạt gạo. Thì ở bên Mỹ á, trời bị đẹp trai là sướng, đi đâu cũng được cho đồ. Thì mình xài thẻ ở Mỹ, mình xài thẻ để khỏi thối tiền. Có cái thẻ này tiện lắm, các bạn đi tới đâu á các bạn gạt một cái. Không phải, tại vì ở Mỹ nó không có tiền mặt, mình sợ bị cướp, bị trộm, nên người ta xài thẻ tiền tất cả để ngân hàng, người ta không có nhà Việt Nam. Các bạn đi đâu các bạn gạt một cái xong rồi các bạn đợi nó, các bạn không cần phải đem theo tiền mặt thẻ, tại vì người ta không có tiền, người ta xài tiền nợ. Với lại các bạn cái xài cái thẻ này đó, nó cuối tháng nó sẽ cho các bạn tiền thưởng lại, tại xài thẻ nó tiện hơn xài tiền mặt. Xài 100 đô thưởng có 5 đồng, không dễ nữa. Không, 5 đồng thì mình xài cái thẻ đó hổng gài mình nội cái tiền nó cho mình lại cũng được gần 500-600 đô đó. 500-600 đô luôn á, cũng nhiều lắm á. Bây giờ mình đợi nó đem mấy cái hộp ra nha, tại mình ăn hết á thì nó sẽ đem vô trong, nó sẽ gói cho mình. Thì hồi nãy cái mấy cái này á thì mình mua, nhưng mà tự nhiên cái thằng kia nó đem cho mình cái hạt gạo đó các bạn, thì cái đó là nó tặng mình. bữa nay đi ăn mà được người ta tặng đồ nữa. Ok, thank you. Đây, như vậy là những đồ ăn mà mình ăn không hết mình sẽ đem về. Cái này là tàu hũ nè, hủ tiếu với lại gỏi đu đủ với lại tàu hũ chiên, thì mình ăn không hết mình đem về để mời mình ăn tiếp. Các bạn thấy không, đâu có lãng phí đâu, rất là. Nhưng mà ở Việt Nam á, họ Việt Nam nếu mà họ ăn không hết á là họ giục, họ không có đem về. Còn bên Mỹ là ăn là họ đem về, các bạn thấy không, người Mỹ khi mà họ đi ra ai cũng xách một bọc luôn, tại vì cái này mình mua mình có quyền đem về. Ok, ngày mai là có đồ Thái cho em ăn tiếp rồi nha em. Ok, không, giờ mình khoái ăn đồ Thái, ăn đồ Thái 2 ngày luôn. Coi gì giờ mình coi gì. Ok, bây giờ okay, đi chơi, mình đem cái này về mai cho vợ ăn. Thank you, bye bye. Mình vô đây tụi nó mừng lắm, giống như mình cũng là làm ăn, họ cũng làm ăn, thấy không? Thì quá nó phát cửa rồi. Đại sư. Ok, bây giờ mình khi mà mình ăn xong mình ra hoài tiếng chẳng còn gơi các bạn, quá đẹp luôn. Mình nhớ là hồi xưa mỗi lần ở Việt Nam mình đi đâu mình cũng đi bộ, không thôi đây là đi xe xích lô. Bây giờ mà đi xe xích lô chắc là teo. Hồi xưa là nó bằng trái bắp mà giờ nó teo là thành trái ớt. Ok, giờ về thôi.